Chương một. Mẹ già nổi giận Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đầu mùa hè thời tiết, khí hậu hợp lòng người nhất Trời cao mây nhạt, ánh mặt trời sáng rực rỡ chiếu xuống khu vực màu xanh biếc tự nhiên phía chân trời Chiếu rọi vào bụi cây cối, đem đá vụn mặt đường và bóng cây làm thành từng mảng nhiều màu Nơi tiểu khu ngoại ô thành phố, một màu xanh biếc làm cho người ta hài lòng Cảnh sắc tím đỏ vô cùng ngạc nhiên, giấc ngủ sau giữa trưa làm tăng thêm sức sống mấy chục nóc nhà đã có không ít dấu vết gió táp mưa xa chỉnh tề xếp theo thứ tự dãy số không giống với sáng sớm cùng gần tối sau giữa trưa trong tiểu khu vẫn còn có chút vắng lạnh hiếm có người đi đường ở tiểu khu qua lại như con thoi chính là một loại thoải mái như vậy bình thường đến buổi chiều trong một cái nhà lầu ở bên trong nhà lầu hai hướng đông nam một luồng lại một luồng sương khói màu xám tro như ẩn như hiện đang hướng ra phía ngoài khuếch tán không liên tục sương khói kia lúc nhẹ lúc nặng một thời gian dài không có chút dấu hiệu muốn dừng lại thậm chí theo thời gian trôi qua ngược lại càng ngày càng nhiều càng ngày càng đậm nhưng quỷ dị hơn chính là trong sương khói còn kèm theo một tia tạp âm không hoàn toàn là tiếng hát hướng ra phía ngoài mở rộng bên trong cửa sổ ô vuông thủy tinh màu đen một người mặc áo khoác ngoài màu trắng vóc người nhỏ xinh cô gái có cái mũi đẹp bên trên còn chống đỡ một bộ gọng kiến màu đen quê mùa chính lúc này vừa vui vẻ vừa tùy hứng ngâm nga một giai điệu vừa thuần thục buôn bán ở trong nhà trên một cái bàn dài lớn là một đống lớn bình lọ mà những thứ khói mù kỳ quái chính là từ trên bàn mấy thứ sớm bị nấu điên cuồng sôi trào trong bình thủy tinh không ngừng phiêu tán đến ngoài phòng khi màu sắc khói mù từ xám nhạc hoàn toàn chuyển biến thành đậm trong nháy mắt chờ một hồi ngắm đôi chút trong giây lát cổ khói đen lớn nhất thời chen hướng ngoài cửa sổ, mắt thấy trong nhà ngoài nhà khói đen càng ngày càng dày đặc, cô gái nhưng ngay cả mí mắt cũng không có dơ lên. Cô nhanh chóng thả ra trong tay bình cùng lọ, ông lấy cái bàn trước mắt đặt một mô hình bỉnh chữa cháy nhỏ, trên bàn lớn động tác vô cùng thuần thục chính là dừng lại phun ra bừa bãi, khói đen quỷ dị ở bình chữa cháy dưới thế tiến công rốt cuộc bị căn bản khống chế, chỉ là khi cô gái ném xuống trong tay bình chữa cháy vô ích, lại xác định kiểm tra tình huống trên bàn lớn thì cả gian phòng đều đã là một mảnh hỗn độn, nhìn không khí ngột ngát. Trắng đen rõ ràng ở giữa căn phong còn kèm theo không ít. Miếng thủy tinh hỏng, cô gái vỗ tráng hơi có chút nhức đầu. Lần này xong rồi, cô sẽ bị mẹ cô truy sát. Nhưng trong lòng cô còn chưa kịp ở thở dài xong, một tiếng trống sắc lạnh ở phía sau của cô thoáng chốc vang tận mây xanh. Lan sơ. Thực ra tên tiếng Trung dịch sang tiếng Việt là Lan Hao, mình thấy nó sao sao ý, nên để tên này cho dễ nhớ, cả người cô gái rung lên, chỉ cảm thấy trái tim cũng bị rống rung lên. Cô như máy móc sinh nghĩ, cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau cô, tay cầm cái xẻng, trợn tròn đôi mắt, bên hông nổi bật cái tạp về được làm quần cộc của phụ nữ trung niên, vô cùng gian nan nuốt ngụm nước miếng. Cô cứng trắng ngẩng đầu lên sững sờ nặng ra bộ mặt lấy lòng tươi cười, rung giọng nói. Mẹ, con yêu mẹ con yêu nhất mẹ. Vậy mà, không đợi Lan Sơ nói xong toàn bộ từ ngữ cô thường dùng để nịnh hót, bà cũng đã mất khống chế bạo phát ra tiếng trống giận thứ hai. Tháng này đây là lần thứ mấy rồi hả? Lan Sơ trong lòng vừa run một cái, nhưng cô vẫn là hết sức thành thực lắc đầu, yếu ớt trả lời. Đã quên. Trả lời như vậy, không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa cho mẹ Lan Sơ. Bà lập tức liền quơ múa vung lên cái xẻng trong tay, tiếp tục trống lớn, con trừ cả ngày làm những thứ thí nghiệm cho má này, thì không thể làm chút việc người bình thường làm sao. Để nhà khoa học không làm thí nghiệm, vậy còn gọi cái gì nhà khoa học? Lan Sơ không quá cao hứng đẩy một cái kính mắt trên sóng mũi, cúi đầu nhỏ giọng nói thầm một câu, lời vừa nói ra, mẹ Lan Sơ âm lượng D, C. B, E, N lập tức lại tăng lên mấy phần. Bà dùng cái sẻn nhắm thẳng vào Lan Sơ, nhẫn tâm đã kích nói. Con nghĩ mình là nhà khoa học có nhà khoa học thành tích học tập kém như vậy sao? Con cho rằng mặt trên người áo trắng thì chính là nhà khoa học rồi sao? Mẹ thấy con chính là người nhặt ve chai đấy. Thất bại là mẹ của thành công, con nhất định sẽ thành công. Lan Sơ lần nữa đẩy gọng kiến một cái, lòng tin tràn đầy. Không có thất bại, ở đâu ra thành công? Thất bại càng nhiều, thành công mới có thể càng lớn. Vui vẻ, bà chợt bình tĩnh lại, âm thanh lạnh lạnh hỏi được vậy con nói cho mẹ biết con rốt cuộc đang làm thí nghiệm gì cái đó cái vấn đề này thật đúng làm lan sơ cứng họng cô cười khang hai tiếng nghiêm trang trả lời tên con còn không nghĩ được chờ con thành công con sẽ đặt một cái tên vang dội thành công cái đầu con a à, cái người này cả đời cũng sẽ không thành công lời còn chưa dứt lão mẹ lại rống giận một lần vang dội tới mây xanh lan sơ bị rống lỗ tai ong ong vang lên cô nhu nhu lỗ tai chịu đủ tàn phá, rất là buồn bực hỏi. Mẹ, mẹ đến cùng phải hay không mẹ ruột con à, làm sao mẹ có thể đã kích lòng tin con gái đáng yêu lại hiếu thuận như vậy? Con nếu không phải phải con ruột mẹ, thì mẹ đây sẽ cảm ơn rối rít. Bà cắn răng nghiến lời, nếu sớm biết năm đó con gái bảo bối đáng yêu cực điểm sẽ thay đổi thành bộ dáng này hôm nay, bà tuyệt đối ban đầu trước lúc cô sắp thay đổi sẽ bóp chết cô, Lan Sơ không nhìn được công môi lên, hơi có chút ưu thương lầm bầm một câu, mẹ, người làm tổn thương lòng con a. À. Đừng gọi ta mẹ, lão nương không có đứa con gái mất mặt như vậy. Bà hung hăng oán lan sơ một cái, dùng cái sẻn chỉ chỉ áo trắng rộng thùng thình trên người cô, tiếp tục của trách. Con xem con một chút đi, người gì đều ăn mặc trách nát thế này. Con có phải hay không chuẩn bị đi nhặt ve chai? Người ta thu nhặt đều mặc sạch sẽ hơn so với con, đẹp hơn con. Mẹ, người có văn hóa hay không, nhà khoa học đều là ăn mặc như vậy. Lan Sơ lúc này thật là có chút không cao hứng, cô mặc đồ này nhưng là trang phục tiêu chuẩn nhà khoa học. Mẹ cô không biết thưởng thức thì cũng thôi đi, tại sao có thể miệt thị cô như vậy, bà thở dài một cái, nói ra lời nói thấm thía. Con năm nay 28 tuổi, con cho rằng mình còn là tiểu hài tử sao? Con xem một chút những đồng học bằng hữu cùng lứa với ngươi, kết hôn, sanh con không nói người khác, liền nói ba người chị em của con đúng không, họ người nào không phải ăn mặc thật xinh đẹp, đi ra ngoài ai không mê đảo một đống đàn ông. Nói tới chỗ này, mẹ Lan mặt dừng một chút. Nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lan sơ mấy lần, trên mặt lộ ra thần sắc ghét bỏ hết sức rõ ràng, con nhìn lại chính con một chút, dáng vẻ cái người này, chính là bỏ tiền ra bán cũng bán không được. Ai nói con bán không được, chỉ cần con muốn bán, khẳng định liền bán được đi ra ngoài. Lan Sơ thiếu chút nữa bị kích thích học máu, trước mắt cô người đàn bà trung niên này thật sự là mẹ ruột thịt cô sao? Nếu không phải là trong lòng cô năng lực chịu đựng đủ mạnh, nói không chừng cô sớm đã bị đã kích treo cổ tự tử rồi. Vậy con đi bán đi, bộ dáng thì không khác gì người nhặt ve chai, cũng chỉ có đàn ông mắt bị mù mới cần con. Nhưng Phạm là có mắt, con đưa tiền cũng sẽ không có người muốn con. Mẹ Lan Sơ khóe miệng dương lên, lạnh lùng cười một tiếng, Vô cùng khinh thường tiếp tục kích thích Lan Sơ. "Mẹ, người là đang nói cái gì?" "Đàn ông muốn con còn nhiều mà, là con không chịu bọn họ mà thôi." Lan Sơ không nhịn được muốn điên cuồng, cô phát hiện tính khí tốt của cô mỗi lần vừa gặp phải mẹ cô sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, bà không khách khí dùng cái sẻn chọc chọc bả vai Lan Sơ, âm hiểm cười nói. "Vậy con đi tìm một người cho mẹ nhìn xem." "Muốn phải không, con sẽ đi tìm đàn ông sinh đứa bé cho người xem." không phải là tìm đàn ông sinh con sao mẹ chờ ngày mai con liền ông đứa bé trở lại cho mẹ lan sơ giơ tay một cái đẩy ra cái sẻn trong tay mẹ cô ngẩng đầu ưỡng ngực vừa nói vừa liền hướng bên ngoài đi thấy thế mẹ cô lập tức đuổi theo hai bước lại khích lệ cổ vũ cô đi a à, con đi tìm a à, con đi sinh a à, lão nương xem con có thể sinh ra cái thứ gì chịu thua mẹ con nhà chị sơ sơ đi thì đi lan sơ liền đầu cũng không quay lại trong lúc bất chợt liền bước nhanh hơn, rất có một loại cảm giác bàn chân bôi dầu đưa mắt nhìn bóng lưng lan sơ, bà không khỏi cười gian ra tiếng. Nhưng là khi trong lúc bà vô tình nghiêng đầu sang chỗ khác, lần nữa thấy bên trong nhà ngổn ngang thì lúc này mới hoảng hốt đã nhận ra cái gì. Bà nhất thời cơn giận bốc lên ba trượng, cũng không quản có thể hay không hù hàng xóm, trực tiếp liền bạo rống lên, còn cút cho ta trở lại, đem phòng dọn dẹp sạch sẽ mới được đi. Đáng tiếc Lan Sơ cũng đã mở ra cửa trước, nhưng mà cuối cùng đầu lại bị mẹ cô nhéo quay trở lại mặc dù cô có thể liều mạng chạy ra nhưng mà trừ phi cô vĩnh viễn đều không về nhà nếu không mẹ cô nhất định sẽ làm chỉnh đốn cô thê thảm hơn chấp nhận thất bại quay trở về hiện trường cục diện rối rắm mình chế tạo ra lan sơ vén tay áo lên dưới ánh mắt tự như laser giám thị của mẹ cô bắt đầu đồng thủ làm vệ sinh nhưng chưa từng nghĩ đến thời gian cô dọn dẹp xong là một buổi chiều cho đến ban đêm cuối cùng cũng đem cả căn phòng dọn dẹp sạch sẽ, đối với quét dọn vệ sinh như vậy, Lan Sơ tuyệt đối là quen việc dễ làm. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần trong đầu cô buồn bực dùng sức quét dọn, trong nháy mắt là có thể thu thập xong. Vậy mà lần này, bất luận như thế nào trong đầu cô buồn bực làm từ đầu đến cuối cũng cảm thấy thời gian vô cùng dài. Trên thực tế, quả thật cô sau bình thường dùng một nửa thời gian mới dọn dẹp kết thúc. Bởi vì Cô thật đói bụng, để sớm chạy về nhà lại làm thí nghiệm, bữa ăn sáng cô chưa ăn liền đi ra cửa. Kết quả không nghĩ tới, bà mẹ vô lương lại vẫn không cho cô ăn cơm trưa, ngay cả nửa trái cây cũng không chịu cho cô. Mà cực kỳ thảm nhất trên đời cũng chính là dạ dày, cô đều đã đói đến mỏi mệt khóng khó tay chân lạnh như băng, tứ chi suy nhược, nhưng người mẹ độc ác kia thậm chí cơm tối cũng không cho một miếng liền trực tiếp đem cô đá ra khỏi nhà. Đáng thương nàng bẩn thiểu, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch, trên người một bộ quần áo màu trắng dơ giấy bẩn thiểu không chịu nổi, cứ như vậy bước chân liêu siêu rời đi nhà. Thời điểm xuống cầu thang, hai chân mềm nhũng cô thiếu chút nữa từ lầu hai lăn đến lầu một đi, gian nan vịn cầu thang, từng bước một di chuyển đi ra ngoài lầu. Lan sơ yên lặng ngẩng đầu lên nhìn về phía gian phòng mình, ở trong lòng nảy sinh ác độc. Bất luận mẹ cô hành hạ cô như thế nào, cô còn muốn quay trở lại làm thí nghiệm đem trong nhà đốt trụi không cần cô bồi thường tiền, nhưng nếu như cô đem nhà trọ cho đốt trụi rồi, thì mẹ cô phải bồi thường chết. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.